Khán giả khu vực trước khán đài này, chúng ta di chuyển sang ngay bên cánh đài và chúng ta lên khán đài, chúng ta không đứng ở đây. Xin mời khán giả khu vực trước khán đài này, chúng ta di chuyển sang hai bên cánh đài hoặc lên trên khán đài, chúng ta không đứng trước ở khu vực khán đài này. Đấy, anh chị di chuyển sang đằng sau ạ, di chuyển sang hai cánh đài hoặc lên khán đài A của sân vận động. Chúng ta không đứng trước đây, chúng ta di chuyển đi ạ. Anh di chuyển đi. Khán giả cổ vũ cho hai đội chúng ta đứng xuống ở dưới sân cỏ, chúng ta không bước lên đường mít. Trọng tài nhắc nhở huấn luyện viên và trưởng đoàn của các bạn đoàn lưu ý, chúng ta nhắc nhở khán giả của cổ vũ viên của đơn vị mình. Ra không đứng trước ở khu vực của khán đài A này. Chúng ta lên trên chúng ta vẫn có thể xem được. Tổ chức trận chung kết nội dung kéo co nữ. Hai đội đang đổi sân và chuẩn bị thi đấu hiệp 2.
Ngay sau trận chung kết nội dung nữ 480kg, xin mời đơn vị Hương Sơn và thị trấn Bôi chuẩn bị thi đấu nội dung chung kết nam 520kg. Để xin mời khán giả chúng ta lùi đi hai sang hai bên cánh đài ạ. Để đảm bảo cho hai đội thi đấu, chúng ta lùi hai, đặc biệt là khu vực trước khán đài, chúng ta không đứng đây, chúng ta lùi lên trên, chúng ta lùi sang hai bên cánh đài hoặc lên trên khán đài. Chúng ta không đứng đây, chị Hiền lùi ạ. Xin mời chị lùi cái cánh. Đề nghị khán giả chúng ta đứng xuống đường mít, chúng ta đứng xuống sân cỏ, chúng ta không đứng lên trên này. Ở phía sau là phía sau của Dương Đức. Đó, hai đội lên đây. Hai đội cắt dây. Đó, Dương Đức trả dây. Đại Đức trả dây. Hai đội tới. Đó, anh chỉ ra đây, anh chỉ ra đây. Đi ra đây. Trọng tài có dừng trận đấu. Trọng tài dừng trận đấu. Đề nghị khán giả chúng ta lùi xuống sân cỏ và mỗi đội chỉ được một huấn luyện viên lên chỉ đạo. Trọng tài trong quá trình thi đấu mà không đảm bảo cho hai đội thi đấu, trọng tài dừng trận đấu tại thời điểm đó và để nguyên giây vị trí đó và thi đấu tiếp. Nhắc nhở đội Dương Đức lần thứ nhất, sau hai lần mà vẫn bị nhắc nhở nữa, trọng tài xử thua. Chúng ta phải đảm bảo luật quy định và điều luật của kéo co. Chúng ta chỉ được một chỉ đạo viên vào trong sân thi đấu, đặc biệt khán giả chúng ta không được tràn ra sân. Chúng ta cổ vũ một cách bất minh lịch sự cho các đội và ủng hộ ban tổ chức chúng tôi. Chúng ta thấy không đảm bảo thì chúng ta dừng trận đấu. Như vậy, hiệp thi đấu thứ hai